Có cái oxy lên được nhiêu à? Lại lên 98. À, đỡ rồi đó. Cậu ba thấy đỡ hơn không? Ừ. Nằm ngủ nãy giờ. Nằm ngủ thì chút xíu cho thuốc rồi dặn dò mày coi kỹ nhớ. Ừ. Hở hết đi. Không để gì hở hết. Ừ. Mình được 96 không? Sáng ra phơi nắng. Dạ. Sáng ngày trước phơi nắng. Dạ. Rồi cô ba có tập thể dục mà phải không? Có. Nghe rồi. Nắng là tăng cường sức đề kháng rất là nhiều. Dạ. Lại hít không khí sớm nữa, thoải mái nè. Mình thở cái này không á, là món nó phải lệ thuộc oxy luôn. Mình thở, mở ra cái là không có thở được. Thở tầm 30 phút thấy ổn, mở ra, tập thở, mới đầu tập thở 5-10 phút. 5-10 phút thấy ổn hoặc là không ổn thì chụp vô lại thở tiếp, còn thấy ổn mình cứ thở bình thường. Trong lúc mở ra mình cứ kẹp oxy liên tục mình con, cứ giãn ra từ từ. Mới đầu tập 5-10 phút, xong lên 15 phút, xong rồi ổn nữa lên 30 phút, tập cho nó cái cơ hô hấp nó quen trở lại. Đứng sạch hoài luôn, thấy không thấy không?
Bởi vì ta về đây mới được nó đánh dùng, nó phải đi xa. Chắc nó trên xe, mình ở trên nhà. Nói là đẹp mình màu quá. Dài lắm, đây nó không có làm lâu. Nó sẵn rồi. Ở trên cái Facebook riêng hay là ở lại nha, ở lại.